Thưa quý vị và các bạn, kế thừa và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn vinh công đức của các bậc tiền hiền, vào dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thoại Sơn long trọng tổ chức lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn và ngày mất của danh thần Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Văn Thoại, nhằm nhắc nhở nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, không quên công ơn các vua hùng đã có công dựng nước và tôn vinh công đức của danh thần Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Văn Thoại cùng các bậc tiền nhân đã có công khai mở vùng đất phương Nam, trong đó có huyện Thoại Sơn. Lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn được tổ chức ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm nhằm ca ngợi công đức của danh thần Thoại Ngọc Hầu và các bậc tiền nhân. Đây cũng là dịp tôn vinh những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thoại Sơn trong quá trình xây dựng phát triển quê hương. Từ năm 2002, huyện Thoại Sơn đã tổ chức hoạt động này nhằm phục vụ nhân dân Thoại Sơn, đồng thời ghi dấu ấn kết nghĩa ba quê hương Thoại Sơn tỉnh An Giang, Sơn Trà thành phố Đà Nẵng và Dũng Liêm tỉnh Vĩnh Long. Những địa danh gắn liền nơi sinh ra, lớn lên và công lao của danh thần Thoại Ngọc Hầu. Ngày diễn ra lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn cũng đúng vào ngày lễ hội Kỳ Yên đình thần Thoại Ngọc Hầu. Với giá trị tiêu biểu, lễ hội Kỳ Yên đình thần Thoại Ngọc Hầu được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bên cạnh đó, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục Việt Nam đối với đình thần Thoại Ngọc Hầu. Đây là ngôi đình chứa ba thiết chế văn hóa vật thể và phi vật thể gồm bia Thoại Sơn, ngôi đình và lễ hội Kỳ Yên được xếp hạng di tích quốc gia. Ngôi đình được giữ gìn, trùng tu, khang trang và trở thành điểm tựa tâm linh của người dân vùng đất ông Thoại. Lễ hội truyền thống văn hóa của huyện Thoại Sơn là lần thứ 23, thì đã tổ chức đã 23 lần rồi. Thì cái mục đích của cái lễ hội văn hóa truyền thống này là để nhằm cái tôn vinh cái công danh công đức của ông thần Thoại Ngọc Hầu đối với trên địa bàn của huyện Thoại Sơn từ trước tới bây giờ. Thì năm nào huyện ủy và ủy ban dân huyện cũng tổ chức để ghi nhớ công lao của ông danh thần, cộng với là cái lễ hội đình Kỳ Yên để cho người dân ngay cái mùng 10 tháng 3 thì ai cũng nhớ về dỗ tổ Hùng Vương, thì những bà con ở nơi xa đây đều phải về quê hương, và đây là cũng một là cái lễ hội Kỳ Yên của ông thần Đình Thần Hầu, nên là cũng muốn tạo lại cái truyền thống từ trước tới giờ năm nào để cho các lớp trẻ nó nhớ cái danh thần Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Văn Thoại là như thế nào, để cho các lớp trẻ thế hệ mà đi sau là nhớ tới những người công lao của những người đi trước. Còn các cái nội dung hoạt động hôm nay thì chủ yếu gói gọn vô cái khuôn khổ của lễ hội của cấp huyện, mặc dù đây là cái lễ hội là được theo cái kế hoạch của tỉnh ủy, là kế hoạch 80 của tỉnh ủy là lễ hội cấp tỉnh, nhưng năm nay thì tổ chức trong theo cái khuôn khổ của gọn nhẹ lại. Năm nay để chuẩn bị tốt cho lễ hội văn hóa truyền thống lần thứ 23, Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn đã xây dựng kế hoạch phân công từng thành viên ban tổ chức, các ngành đơn vị có liên quan triển khai các phần việc theo đúng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ, thống nhất nội dung kịch bản của các chương trình hoạt động lễ hội, đảm bảo công tác an ninh và lễ tân. Với chủ đề Thoại Sơn 45 năm hình thành và phát triển, lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn lần thứ 23 năm 2024 kỷ niệm 195 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Văn Thoại, nhằm nhắc nhở nhân dân, nhất là thế hệ trẻ không quên công ơn các vua hùng đã có công dựng nước và tôn vinh công đức của danh thần Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Văn Thoại cùng các bậc tiền nhân đã có công khai mở vùng đất phương Nam, trong đó có huyện Thoại Sơn. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tuyên truyền, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, đồng thời tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của lễ hội Kỳ Yên đình thần Thoại Ngọc Hầu, đáp ứng nhu cầu tâm linh tín ngưỡng sinh hoạt lễ hội truyền thống, lễ hội của nhân dân và du khách. Thì ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch tới thì huyện sẽ tổ chức với nhiều cái hoạt động sôi nổi để làm sao mà lan tỏa cái phong trào văn hóa thể dục thể thao trên địa bàn của huyện. Là cái thứ nhất là cái tổ chức cái hoạt động là hội thi sinh vật cảnh, rồi thả đèn qua đăng, rồi giải đua xe đạp, đánh cờ người và cái biểu diễn đường phố, gì hoạt động văn nghệ biểu diễn đường phố. Thì cái đó là ngày buổi tối ngày 11 thì nó là sẽ thực hiện những cái hoạt động đó. Ngoài ra thì trên địa bàn huyện các xã thị trấn đều có tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ thể thao để phục vụ cho những người dân ở trên địa bàn của các xã thị trấn, mà những ở nơi xa đó người dân không có đến tập trung tại huyện được, thì ở trung tâm văn hóa thì cũng có tổ chức xen kẽ với những cái xã hơi xa trên địa bàn huyện chút.
Có thể nói, lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn mang đậm dấu ấn truyền thống của lễ hội Đình Làng Nam Bộ, thu hút đông đảo người dân đến chiêm bái. Với nghi thức thỉnh sắc, dân hương khai mạc, chương trình nghệ thuật, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thông qua các hoạt động lễ hội là dịp để huyện Thoại Sơn tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch, quảng bá các giá trị văn hóa trên địa bàn huyện đến với nhân dân và du khách trong và ngoài huyện.